Hôm nay là hai anh em đi giao dịch chuyển nhượng chủ quyền số sim ngũ quý 7 về cho em Đạo nhá. À, Đạo ấy. Đang trên đường đến Viettel để chuyển chủ quyền đây. Chúng ta Viettel ngay trước mặt anh em mình đây đó. Thế nên hỏi em cái chuyển quốc tế của em luôn. Ừ, ok. Hai anh em mình vào trong trụ sở của Viettel để làm chuyển chủ quyền cái số thuê bao ngũ quý 7. Đây là lúc bàn giao căn cước công dân để nhân viên Viettel tiếp nhận và làm các thủ tục hồ sơ cho đảm bảo tính pháp lý. Trên đây thì mình cũng chia sẻ với anh em là anh em khi mua sim ấy, cần lưu ý các thủ tục và các phương thức để chuyển chủ quyền đảm bảo có tính pháp lý của giao dịch. Mình bán thì nhiều nhưng ít khi đi trực tiếp giao dịch như thế này, nên mình rất là vinh dự được đi cùng em để trao cho em số sim siêu VIP làm hotline công ty du lịch của em. Thật là tuyệt vời. Hôm nay thì anh giao cho em số sim 0333. À đâu, phải nói đúng là 0 tứ quý 3 và ngũ quý 7. Đấy. Anh giao cho em Đạo và chúc em dùng sim may mắn, công việc thành công, thuận lợi. Thành công với anh. Chiến đấu và phát triển hơn nữa nhé, phát triển mảng du lịch của em. Và sau này đến Nha Trang thì hy vọng là sẽ được được cùng em ở trong cái nơi mà em phát triển hơn nữa. Vâng, cảm ơn anh.